Quý vị thân mến, không ít người từng nghe câu nói có phần sáo rỗng về việc già đi. Tuổi tác chỉ là một con số. Câu nói này cũng không hẳn là sai, bởi vì ở một mức độ nào đó, bạn có thể trì hoãn được tác động của thời gian. Nhưng cuối cùng, ai rồi cũng phải già đi. Cũng vì thời gian trôi nhanh, đời người ngắn lại, nên ở tuổi xế chiều, chúng ta luôn được khuyên rằng hãy yêu bản thân nhiều hơn, sống thoải mái hơn, đừng quá tiết kiệm. Nhưng có bốn thứ sau đây, tuổi già càng keo kiệt, con cái càng phú quý. Rất nhiều khi keo kiệt đúng việc đúng lúc mới giúp bạn có được một cuộc sống an nhiên hạnh phúc khi về già. Cùng khám phá trong video ngày hôm nay của Triết Lý Cuộc Sống nhé. Thứ nhất, keo kiệt về tình cảm. Trong bộ phim truyền hình Đình Đám Về Nhà Đi Con, có một câu thoại rất hay mà bố Sơn đã nói với các con của mình: rượu quý chỉ dành cho những người xứng đáng thôi con ạ. Không phải chỉ có rượu mà tất cả những gì quý giá trên đời, nhất là tình cảm, đều chỉ nên dành cho những người xứng đáng được nhận nó. Có lẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, đôi khi đến già chúng ta mới nhận ra rằng bản thân đều là nhân vật chính trong cuộc đời mình, nhưng chỉ là khán giả trong cuộc đời của người khác. Càng già đi, bạn càng không còn nhiều thời gian và sức lực để bao đồng chuyện thiên hạ nữa. Hãy suy nghĩ thật kỹ, trong đời có bao nhiêu người bạn chân chính đáng để hàn huyên, có bao nhiêu tình cảm khó quên, đó là những hành trang quý giá nhất trong đời. Ở tuổi xế chiều, bạn phải học cách vứt bỏ một số người và một số việc không quan trọng, không có ý nghĩa gì đối với bạn. Nếu không buông bỏ, thì sẽ trở thành gánh nặng. Buông bỏ được sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần dành tình cảm và sự quan tâm cho những người mình yêu thương là đủ rồi. Một hai tri kỷ, anh em ruột thịt, con cháu, đây mới là những người đáng để bạn trân trọng nhất. Khi bạn học cách dành năng lượng và tình cảm của mình một cách hào phóng cho người thân của mình, không lãng phí tình cảm cho những người không liên quan, điều đó có nghĩa là bạn đã tìm thấy trọng tâm của cuộc đời và hiểu được ý nghĩa thực sự của hạnh phúc tuổi già. Điều thứ hai, ta cần keo kiệt, đó là keo kiệt trong việc trông cháu. Gần một năm lên Hà Nội chăm sóc hai cháu nội, bà Nguyễn Thị Lý, 70 tuổi, phải nhập viện vài lần vì suy nhược. Nguyên nhân được cho là do bà phải vắt chân lên cổ, chạy theo guồng quay nhịp sống hiện đại của các con cháu. Con trai và con dâu bà đều làm nhân viên kinh doanh, đi sớm về muộn. Mỗi ngày, bà Lý dậy lúc 6 giờ, cho đứa nhỏ ăn, rồi giặt giũ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị bữa trưa. Chiều khi cháu ngủ, bà lại tranh thủ làm đồ ăn cho bữa tối. 4 giờ, bà lại đi đón đứa lớn ở trường mẫu giáo. Buổi tối tiếp tục nấu nướng, cho các cháu ăn xong rồi tắm rửa dọn dẹp, kết thúc lúc 21 giờ. Ngày nào cũng từng đó việc, nhưng chẳng ngơi tay được lúc nào. Bạn bè ở quê nhiều lần rủ về hội họp, chẳng về được. Bà nói, làm việc liên tục thêm căn bệnh huyết áp thấp. Bà Lý từng ngất xỉu vì hạ đường huyết 2 lần. Dù chồng ở quê giục về, nhưng bà vẫn ở lại với lý do là ở thành phố gửi trẻ đắt đỏ, nếu thuê người lạ chưa chắc an toàn khi chúng còn quá nhỏ. Nhưng khi con dâu sinh cháu thứ ba, khi các con ngỏ ý nhờ bà trông nom giúp, bà đã từ chối, bởi việc chăm cháu trước kia đã cho bà rất nhiều bài học. Một thực tế là ở tuổi nghỉ hưu, đa phần người Việt chúng ta thường nghĩ cho con cháu nhiều hơn bản thân mình. Nhiều người lúc còn trẻ thì miệt mài lao động tích cóp dành dụm cho con, khi về già lại thành ông bà giữ trẻ. Lần lượt các cháu nội ngoại ra đời đều được ông bà chăm sóc. Với rất nhiều người, việc trông cháu, chăm cháu dường như đã trở thành trách nhiệm, là điều đương nhiên họ sẽ làm khi đã nghỉ hưu, một công việc chiếm rất nhiều thời gian sức lực và không có ngày nghỉ. Vốn dĩ, việc nghỉ hưu là do con người đã đến tuổi cần nghỉ ngơi, thế nhưng việc nhà cửa chăm cháu đôi khi còn khiến họ vất vả hơn cả lúc đi làm. Hơn nữa, để trông cháu giúp con, rất nhiều ông bà phải bỏ quê lên phố và buộc phải thích nghi với nhịp sống hối hả. Nhưng cách biệt tư tưởng, quan điểm, cách sống
cách nuôi dạy con cháu giữa hai thế hệ khiến cho mâu thuẫn nảy sinh và càng ngày càng chất chồng. Và khi cháu lớn thì họ đã quá già để có thể đi đây đi đó hay thực hiện những giấc mơ còn dang dở của mình. Cho nên, tuổi già keo kiệt trong việc trông cháu không có nghĩa là ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Bởi cả đời bạn đã vất vả vì con rồi, nên khi về già, bạn có quyền được lựa chọn cách sống phù hợp với sở thích, thói quen và nhu cầu của bản thân. Suy cho cùng, con cái đã trưởng thành, cũng đã làm cha làm mẹ, nên việc tự nuôi dạy con của mình là trách nhiệm của chúng. Chúng ta chỉ nên thỉnh thoảng giúp đỡ hỗ trợ, chứ không nên chăm cháu toàn thời gian. Làm như vậy, bạn vừa có thời gian cho bản thân khi về già, mà con cái lại sống độc lập, không ỷ lại vào cha mẹ. Và bạn cũng tránh được những phát sinh mâu thuẫn không đáng có với con cái trong quá trình chăm cháu. Keo kiệt trong việc trông cháu đôi khi lại chính là rộng rãi với sức khỏe và sự thoải mái của bản thân. Và cũng là bạn đang yêu thương con đúng cách đấy. Điều keo kiệt thứ ba, keo kiệt về thời gian. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, trên mỗi nhịp tích tắc của kim đồng hồ là từng phần của cuộc sống đã đi qua. Thời gian là liều thuốc tiên, có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng thời gian cũng là nỗi ám ảnh mất mát nhất của mỗi con người. 60, 70, 80 hay 100 năm, bao nhiêu là đủ cho một đời người? Từng ô nhỏ trên vòng tròn thời gian ấy, chúng ta đã biết sắp đặt những gì để hoàn tất từng phần đời mình, để thời gian không thờ ơ trôi qua trong lãng phí. Thực tế, đời người là cuộc hành trình có đi mà chẳng bao giờ trở lại. Nên một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của tuổi già chính là sự hữu hạn của thời gian. Chúng ta càng già đi, thời gian còn lại trên cuộc đời này càng ngắn lại. Thế nhưng rất nhiều người trong chúng ta luôn nghĩ rằng tuổi già là chặng cuối của đời người, nên thay vì tận hưởng năm tháng tuổi già, họ lại luôn sống trong cảm giác phấp phỏng, âu lo. Nhà xã hội học người Mỹ Marie Kuhn từng nói, tuổi già không phải chỉ có ốm đau bệnh tật, đó còn là sức mạnh và khả năng sống sót, chiến thắng mọi thăng trầm và thất vọng, thử thách và bệnh tật. Đúng là tuổi già có thể mang lại những thay đổi nhất định trong cơ thể, nhưng đó không phải là lý do để lo lắng. Bởi tuổi già là sự khởi đầu của một thời kỳ vàng son trong cuộc đời con người sau những trải nghiệm phong phú của cuộc sống. Đừng ép bản thân ngồi một chỗ chỉ vì bạn đã bước qua một độ tuổi nào đó. Tuổi tác không nên là gông cùm xích chân bạn. Nó mang lại cho bạn kinh nghiệm để tiếp tục tiến về phía trước. Trên thực tế, không bao giờ quá muộn để bạn học điều gì đó mới mẻ. Ở tuổi già, độ tuổi mà nhiều người cảm thấy có thời gian cho bản thân, nên ngồi nghĩ lại về những điều bạn đã bỏ lỡ trong suốt những năm tháng trước đó. Có thể bạn từng bỏ qua những đam mê riêng, thì tuổi già là lúc thích hợp để thực hiện nó. Hãy dành thời gian cho những hoạt động mà bạn thích, gặp gỡ những người bạn, chơi những môn thể thao, thậm chí học những kỹ năng mới mà thời trẻ còn vướng bận con cái, công việc bạn chưa thể thực hiện. Nên nhớ rằng, thời gian là người bạn đồng hành tuyệt vời, nhưng nó cũng là ông chủ ki bo nhất. Hãy thân thiện với người bạn ấy và hãy chạy đua cùng với ông trùm keo kiệt ấy trong quãng thời gian ngắn ngủi của tuổi già. Hãy biến mình thành ông chủ thông minh nhất, biến thời gian thành công cụ đắc lực cho những việc làm có ý nghĩa để được sống trọn vẹn những năm tháng tuổi già. Và điều keo kiệt thứ tư cũng là quan trọng nhất, keo kiệt về sức khỏe. Sức khỏe chính là vàng. Tiền bạc quan trọng, nhưng trong cuộc đời này sức khỏe còn quan trọng hơn ngàn lần. Đối với tuổi già mà nói, sức khỏe lại càng quan trọng bởi nó quyết định sự chủ động hay là phụ thuộc của tuổi già. Có sức khỏe, bạn mới có thể chủ động chăm sóc bản thân, chủ động trong sinh hoạt cá nhân, không phiền đến con cháu. Có sức khỏe, bạn thoải mái làm những điều mình thích, gặp gỡ bạn bè, hội nhóm hay là đi du lịch thăm thú đó đây. Không những vậy, khi có một tuổi già khỏe mạnh cũng đồng nghĩa với việc bạn đang giúp đỡ con cháu đấy. Chắc chắn,
chẳng ai muốn mình ốm đau bệnh tật, để rồi phải chút gánh nặng về tiền bạc cũng như chăm sóc phụng dưỡng lên con cái cả. Cùng với cuộc sống hiện đại, tuổi thọ của chúng ta càng dài hơn, nhưng không đồng nghĩa với chất lượng sống tuổi xế chiều tốt hơn. Khi chúng ta già đi, tâm trí, cơ thể, sức khỏe cũng thay đổi theo. Con người giống như là một cỗ máy, hoạt động nhiều đến cuối đời, mỗi tuổi mỗi già yếu đi, bệnh tật cũng nhiều hơn. Cho nên, bạn đừng phung phí sức khỏe tuổi già vào những thói quen không lành mạnh như lười vận động, ăn uống thiếu khoa học, hút thuốc, uống rượu bia, vân vân. Chỉ có lối sống lành mạnh mới giúp chúng ta đương đầu với những thay đổi của tuổi già, cũng như giúp ngăn ngừa một số vấn đề về sức khỏe. Bên cạnh đó, bạn cần nhận thức sâu sắc rằng sức khỏe của bạn là có hạn. Đừng đợi đến khi có bệnh mới quan tâm đến sức khỏe, thì có tiêu tốn bao nhiêu tiền của cũng không đủ. Tuổi già dù có đủ đầy vật chất, con cháu đề huề thành đạt mà không có sức khỏe thì mọi thứ rơi về con số không. Cho nên trong tất cả các khoản đầu tư vào sức khỏe chính là loại đầu tư không bao giờ lỗ vốn. Tất nhiên, định nghĩa về chăm sóc sức khỏe của bản thân có thể khác nhau tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của từng người. Nhưng mục đích quan trọng nhất bạn phải làm ở tuổi già là đừng phung phí sức khỏe và luôn ưu tiên làm những điều để bảo vệ sức khỏe của bản thân. Có chăm sóc cơ thể của mình tốt, bạn mới có thể nhìn thấy phong cảnh mình muốn thấy và yêu thương những người bạn muốn trong phần còn lại của mình. Đó chính là cách gián tiếp đem lại phú quý tài lộc cho con cái của bạn. Thưa quý vị, già đi là quy luật của cuộc đời, sẽ không tránh khỏi chút bâng khuâng lo lắng. Nhưng đây cũng là thời gian bạn có thể sống an nhiên tự tại, chiêm nghiệm lại những gì bản thân làm được, chưa làm được, và lấy đó là bài học để tiếp tục sống những năm tháng tuổi già thật ý nghĩa. Khi ngày càng già đi, chúng ta sẽ dần hiểu rằng sức lực và khả năng của mỗi người là có hạn, phải dành nó cho những gì xứng đáng. Đừng lãng phí thời gian tình cảm cho những việc những người không xứng đáng. Đơn giản hóa cuộc sống để tìm ra trọng tâm của cuộc đời. Trân trọng sức khỏe, bởi có một cơ thể khỏe mạnh, bạn mới có thể ngắm nhìn thế giới tươi đẹp ngoài kia, chứng kiến sự trưởng thành của con cái, sự lớn khôn của các cháu. Và trong phần cuối của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện "Cầu xin con hãy tha thứ cho bố". Đây là một lời tâm sự đau xót của một người cha dành cho con trai trong một sự hối hận muộn màng. Tôi sinh ra trong một gia đình công nhân nghèo tại Hà Nội. Bố tôi là một công nhân lành nghề trong cuộc kháng chiến chống Pháp là tự vệ thành Hà Nội, khu Hàng Cót. Hòa bình lập lại, do phấn đấu và công tác tốt nên ông dần được đề bạt vào vị trí lãnh đạo. Bố mẹ tôi sinh được 3 người con. Tôi là con trai thứ, trên tôi là anh cả và dưới tôi là cô em út. Chúng tôi đã lớn lên trong nghèo khó nhưng hạnh phúc. Cuộc sống cứ êm ả trôi đi thật nhanh. Cho đến một ngày đầu thu năm 1979, tôi nhận được tin dữ. Cả bố và anh trai tôi đều mất trong một vụ tai nạn giao thông. Nỗi bất hạnh, kinh hoàng đổ sập lên gia đình tôi. Cả hai người đàn ông trụ cột chính không còn nữa. Gánh nặng gia đình lúc bấy giờ được đặt lên hai vai tôi, khi đó đang phục vụ trong quân ngũ. Sau cú đánh định mệnh đó, tôi xin ra quân, chuyển ngành về làm gần nhà, nuôi người mẹ ốm đau héo hắt vì mất chồng mất con và bà nội già yếu đã 80 tuổi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, tôi chỉ còn biết nén nỗi đau vào lòng để vươn lên vượt qua chính mình. Tôi trở thành người có vị trí quan trọng trong gia đình. Và từ nay, tôi thay vị trí của anh trai tôi là trưởng nam, có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên và nối dõi tông đường. Vì buồn bã mà tôi cứ nấn ná mãi, song không thể trốn tránh được trách nhiệm đối với gia đình và họ hàng. 6 năm sau khi cha và anh tôi mất, thì tôi mới lấy vợ. Khi đó tôi đã 33 tuổi. Cuối thu năm ấy, chúng tôi làm lễ thành hôn. Mẹ tôi và họ hàng hai bên nội ngoại đều vui mừng khôn xiết và hạnh phúc hơn nữa là năm sau, vợ tôi sinh con trai đầu lòng. Đó là một ngày cuối tháng 10
năm Giáp Tý. Hạnh phúc dồn dập đến với tôi. Chỉ ít năm sau, chúng tôi lại được cơ quan phân nhà tập thể giữa lòng thành phố. Tuy diện tích chỉ có 20 m², nhưng với hai vợ chồng và một đứa con nhỏ cũng vừa đủ. Hơn nữa trong thời bao cấp, được một căn hộ ở một con phố lớn giữa trung tâm thành phố là hạnh phúc lắm rồi. Tất cả mọi người đều chúc mừng cho tôi qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai. Tôi sống trong hạnh phúc tràn trề. Rồi tiếp theo đó tôi lại được nhận công tác mới, đồng nghĩa với lên chức, lên lương. Sung sướng tột độ, tôi chỉ còn biết cảm ơn trời Phật, ông bà nội, bố và anh trai đã phù hộ cho tôi. Theo năm tháng, con tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, sự chăm bẵm của bà nội, ông bà ngoại và các bác các cô. Vợ tôi sau sinh con đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì không muốn đẻ dày. Nhưng không may bị viêm nhiễm nên không còn khả năng sinh đẻ nữa. Vì thế tôi chỉ có một đứa con trai mà thôi. Con trai tôi là một đứa bé ngoan, tính tình hiền lành và nhút nhát. Suốt những năm học tiểu học đến phổ thông trung học, cháu không đua đòi như những đứa trẻ hư khác. Ngoài giờ học, cháu chỉ chơi ở nhà và quấn quýt bên tôi như là một người bạn thân đồng cảm. Phải nói rằng tôi yêu cháu lắm. Bù lại cháu cũng rất hợp với tôi. Có thể vì cùng là đàn ông nên mọi tâm sự cháu đều chia sẻ với tôi. Thấy cháu càng ngày càng khôn lớn trưởng thành, tôi rất hạnh phúc và lòng tràn đầy sung sướng. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Ông trời đã cho tôi một báu vật vô giá, một niềm hạnh phúc lớn lao. Nhưng tôi đánh mất nó một cách vô tình mà tôi phải ân hận suốt cả cuộc đời này. Đó là lúc con tôi bước vào đại học. Tuổi 18 đôi mươi tràn đầy sức sống, môi trường giao tiếp rộng hơn, nhu cầu sinh hoạt cũng đòi hỏi tăng theo. Nhưng tôi lại khắt khe với cháu, cũng bởi tại cái tính tiết kiệm chi li của tôi. Hay nói một cách khác mà tôi cứ tự nguyền rủa bản thân mình, đó là thói bồn xỉn và keo kiệt. Nó đã làm hại tôi. Không biết có phải vì thời trai trẻ của tôi phải sống trong nghèo khổ nên bây giờ tôi sinh ra tiết kiệm, hay là bản tính bẩm sinh đã cầm tinh lão răng đê. Chỉ biết rằng chính nó đã làm hại tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tha thứ được cho mình. Những đòi hỏi của con tôi đáng lẽ phải được đáp ứng, vì nó cũng chỉ là nhu cầu cho một cuộc sống bình thường giữa chốn đô thành của một thanh niên đầu thế kỷ 21. Ví như cháu cần một đôi giày thời trang, một bộ quần áo hợp mốt, hay một chiếc điện thoại di động xanh điệu. Về điều kiện kinh tế thì tôi có thể đáp ứng được, vì cũng muốn cháu ra đường không thua anh kém em. Nhưng thói keo kiệt của tôi lại nổi lên mỗi khi nhắc đến tiền. Do vậy tôi lại khất lần cháu rằng con vẫn còn nhiều quần áo giày dép, còn điện thoại di động thì chưa cần thiết. Sau này đi làm hẳn hay, cần phải tiết kiệm để chi dùng những việc cần thiết con ạ. Nhìn nét mặt thất vọng của cháu, tôi cũng thương lắm. Trong tâm can tôi luôn bị giằng xé bởi một bên là lương tâm, trách nhiệm người làm cha, và một bên là bản tính keo kiệt bùn xỉn. Nhưng cuối cùng thì tính keo bẩn của tôi lại chiến thắng. Về chỗ ở của tôi thì như đã kể ở trên, hồi nhỏ tôi sống cùng gia đình tại một con phố nhỏ gần Hồ Gươm. Sau khi ông nội tôi mất, bố tôi nhượng căn nhà này và mua một miếng đất ở ngoại thành. Hồi đó là những năm đầu thập kỷ 60, đất đai rẻ lắm, nên miếng đất mua được hơn một xào. Sau khi tôi lấy vợ sinh con, cơ quan thấy hoàn cảnh tôi ở xa, con nhỏ đi lại khó khăn nên phân cho nhà tập thể. Em gái tôi lấy chồng xa nên mẹ tôi cho hai vợ chồng cô ấy 100 m² đất. Cô ấy đã xây được căn nhà 4 tầng khang trang. Còn mấy trăm mét vuông nữa mẹ tôi dành cho tôi. Nhưng tôi vẫn ở nhà tập thể trong nội thành để đi làm cho gần. Khi con tôi còn nhỏ thì ba người sống trong diện tích 20 m² là cũng tạm ổn. Khi con lớn lên thì căn nhà bỗng trở nên quá hẹp. Căn phòng phải ngăn một phần cho khu phụ, còn lại là 3 trong 1, vừa là phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ.
sinh hoạt chật chội thiếu thốn. Nhiều lần con tôi muốn tôi xây nhà trên miếng đất ở ngoại thành, nhưng tôi cứ lấn bấn mãi vì chưa có đủ tiền. Vì thương đứa cháu nội, mẹ tôi đã bán đi 100 mét vuông đất để tôi có tiền xây nhà. Lúc đó, khu đất bán rất được giá vì mới được sáp nhập vào nội thành. Bản tính keo kiệt của tôi lại nổi lên khi tôi có một số tiền lớn như vậy. Tôi cẩn thận gói chúng lại và cất kỹ vào trong tủ, để rồi thi thoảng lại đem ra đếm, hít hà mùi thơm của những đồng tiền mới cáu cạnh, và lòng thì lâng lâng vui sướng. Tôi giải thích với cháu rằng mình cứ tạm thời sống như thế này là đủ rồi, sau này khi con lấy vợ sẽ xét sau. Con tôi thất vọng vô cùng. Cháu trở nên buồn bã, lặng lẽ như là một chiếc bóng, âm thầm sống trong căn nhà tập thể chật chội sập sệ vì xuống cấp và cả vì thiếu thốn trong sinh hoạt hàng ngày. Lắm khi tôi cũng thấy thương con, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại không thể vượt qua được cái bản tính bùn xỉn keo kiệt đó. Bây giờ mỗi khi nhớ lại những ngày tháng đó, tôi cảm thấy ân hận vô cùng và tự nguyền rủa mình mãi không thôi, vì rằng tôi đã phải trả một cái giá quá đắt. Sinh hoạt chật chội nên con tôi thường hay về bên bà nội và ngủ cùng phòng với cậu em họ. Cảm thấy cũng bất tiện nên cháu lại chuyển sang đi chơi đêm tại quán điện tử gần nhà. Đến sáng, khi hai vợ chồng tôi đi làm thì cháu mới trở về nhà, thoải mái một mình trên chiếc giường của tôi đánh một giấc ngon lành. Chiều dậy đi học, tối lại đi chơi điện tử. Lúc đầu tôi cũng lo lắng đi tìm cháu về, nhưng sau thấy cháu vẫn chăm chỉ học hành và quan trọng hơn là cháu không bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội như là nghiện hút, cờ bạc, cho dù cháu có nỗi buồn về gia đình, nên tôi cũng phó mặc cho lối sinh hoạt của cháu. Hai bố con vì thế nên cũng ít khi gặp mặt nhau. Thi thoảng gặp con thấy cháu gầy sút đi, lòng tôi thấy quặn đau. Tôi cứ nghĩ rằng cháu sẽ giận tôi lắm vì để cháu phải sống khổ như vậy. Nhưng ngược lại, tình yêu của cháu dành cho tôi vẫn tràn đầy như thuở nào. Cháu nhào đến ôm ghì lấy tôi. Mỗi lần như thế cháu đều hỏi: bà nội bảo bố về xây nhà đi để bà được ở với con. Tôi cảm động lắm, nhưng rồi cũng vỗ về an ủi cháu cho qua chuyện. Tôi là người bố tồi, đã sinh cháu ra mà không có trách nhiệm mang đến cho cháu một cuộc sống đầy đủ, trong khi tôi có đủ điều kiện làm việc đó. Tôi có tội với cháu, chắc rằng ông trời sẽ hỏi tội tôi. Rồi thì cái ngày ấy cũng đã đến. Ông trời đã lấy lại đứa con trai ngoan hiền của tôi. Ông đã tặng cho tôi một báu vật vô giá, một niềm hạnh phúc lớn mà không gì có thể sánh được. Nhưng tôi lại không biết trân trọng mà giữ lấy. Nỗi bất hạnh cứ ngày càng đến gần mà tôi không hề biết, không suy nghĩ đề phòng gì cả. Đầu tiên là việc cháu hay nói gở. Tôi lại cho rằng cháu chê trách thói keo kiệt của tôi. Sau đó là những đêm tôi cứ trằn trọc không thể nào nhắm mắt được. Những lúc thiếp đi, tôi lại mơ thấy bố tôi và anh tôi hiện về mắng tôi té tát. Tôi cũng không rõ vì sao mà bố tôi giận dữ như vậy. Tôi luôn sống trong tâm trạng nặng nề và bất ổn. Rồi có một đêm thao thức như vậy, tôi bỗng nghe thấy tiếng chim lợn kêu ngoài trời, những tiếng en ét ghê rợn vang khắp màn đêm im ắng. Ngày xưa bà nội tôi vẫn kể rằng, con chim lợn chĩa tiếng kêu vào nhà ai thì nhà đó có người mất. Tôi hoang mang lắm, nhưng lại nghĩ rằng nếu đó là điềm báo thì có thể là mẹ tôi chăng? Vì lúc đó mẹ tôi cũng đã ngoài 80 tuổi rồi, như thế thì có vẻ logic hơn. Nhưng khi về thăm, thấy mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, không ốm đau gì, thì tôi thấy vơi đi nỗi ám ảnh trước đó. Sau đó mấy hôm, bỗng nhiên sét đánh ngang tai. Tin con trai tôi bị tai nạn giao thông bay nhanh khắp phố phường, cơ quan họ hàng, người thân của tôi. Tôi như người chết đứng, đầu muốn vỡ tung, tai ù đặc. Người ta đưa tôi đến bệnh viện, mắt tôi nhòa đi. Con tôi nằm đó, toàn thân lành lặn, không một vết xây sát. Khuôn mặt hồng hào và đẹp đẽ một cách thánh thiện như là đang ngủ.
tia hy vọng lóe lên, mong rằng con tôi chỉ bị thương thôi. Nhưng các bác sĩ đã nói rằng, dù rất cố gắng, nhưng không thể cứu vãn được nữa, vì phần não của cháu bị tổn thương rất nặng, nên cháu đã ra đi rồi. Tôi đổ sập xuống như là một cây chuối bị chặt, rồi ngất lịm đi. Đó là một ngày cuối mùa xuân, năm Bính Tuất, tuổi thanh xuân 22, còn tôi đã vĩnh viễn xa rời dương thế. Tôi bị trừng phạt, tôi đã phải trả một cái giá cho thói keo kiệt đáng nguyền rủa đó. Tôi sẽ phải ân hận suốt cả cuộc đời còn lại của mình. Tôi đau quá, cú trời giáng làm cho tôi gục ngã hoàn toàn. 27 năm trước, cú đánh đầu tiên của ông trời, tôi đã mất đi hai người thân yêu nhất là cha và anh tôi. Tuổi thanh niên đã vực tôi đứng lên đi tiếp cuộc đời. Nhưng đến lần này thì tôi không còn gượng dậy được nữa. Tôi đã ngoài 50 tuổi, da đã mồi, tóc đã bạc. Tôi lại trở về vạch số 0, bắt đầu lại từ đầu ư? Quá muộn rồi. Tôi là đứa con bất hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Vì giờ đây đã trắng tay, không còn con trai để nối dõi tông đường. Sau cú sốc về tinh thần đó, tôi xin nghỉ hưu sớm về nhà để sám hối tội lỗi của mình. Tôi chẳng còn màng đến tiền bạc của cải nữa. Chính nó đã làm hại tôi. Nó đã dằn vặt đeo đẳng tôi suốt 3 năm qua. Và tôi sẽ phải ân hận suốt cuộc đời. Giờ đây trong đau thương và tiếc nuối, hàng tuần vào ngày chủ nhật, dù mưa hay nắng, gió bấc hay sương xa, tôi vẫn xuống nghĩa trang, lặng lẽ đứng trước mộ con mà khóc, mà than rằng: "Con ơi, xin con hãy tha thứ cho bố." Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.